Còn tại Singapore, một chiến dịch quảng bá hàng Việt Nam vừa chính thức bắt đầu. Có khoảng 50 mặt hàng Việt Nam chất lượng cao sẽ được giới thiệu và bày bán từ nay đến hết ngày 17 tháng 6 tại hệ thống siêu thị lớn nhất Singapore là NTUC Fairprice, ghi nhận của các phóng viên truyền hình Việt Nam tại Singapore. Khu gian hàng Việt Nam được chính thức khai trương bởi Phó Chủ tịch Quốc hội Singapore, đồng thời là Chủ tịch điều hành của NTUC Fairprice, ông Siad Kang Peng, và đại sứ Việt Nam tại Singapore, ông Nguyễn Tiến Minh. Có khoảng 50 mặt hàng được trưng bày lần này, nhiều hơn năm ngoái 10 mặt hàng, thuộc các chủng loại như gạo, thủy sản, rau quả, chè, cà phê, gia vị. Đặc biệt, người tiêu dùng Singapore có thể được nếm thử tại chỗ một số sản phẩm như cà phê, phở hay hải sản Việt Nam. Theo Chủ tịch NTUC Fairprice, sự thành công của đợt quảng bá hàng Việt Nam lần đầu tiên vào năm ngoái là động lực để Fairprice tổ chức tiếp sự kiện này tại Singapore. Với Fairprice, chúng tôi muốn đem những sản phẩm chất lượng tốt nhất từ Việt Nam tới Singapore để những người tiêu dùng Singapore và người nước ngoài ở đây có thể thưởng thức những đặc sản tinh túy nhất của Việt Nam. Tôi tin tưởng là với việc tổ chức tuần hàng thực phẩm này, sẽ có thêm nhiều người Singapore biết đến thực phẩm Việt Nam, sẽ có nhiều chủng loại sản phẩm hơn và doanh số bán hàng sẽ cao hơn. Như vậy là các bên gồm nhà sản xuất, nhà chế biến, siêu thị và chúng tôi cũng như khách hàng đều có lợi. Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore, việc hàng Việt Nam có thể thâm nhập vào thị trường cao cấp, khó tính như Singapore là một thành công rất lớn, tạo tiền đề để đưa hàng Việt Nam vươn tới các thị trường cao cấp khác. Trong cái thời gian tới, thì chúng tôi sẽ cùng phối hợp chặt chẽ cùng với Fairprice để đưa các doanh nghiệp Singapore vào nhiều hơn nữa ở tại Việt Nam để mà áp dụng những cái tiêu chuẩn của Singapore vào ngay trong những cái quá trình sản xuất. Và khi mà hàng Việt Nam chúng ta đã đạt được cái tiêu chuẩn của Singapore và vào được thị trường của Singapore rồi đấy, thì nó cũng mở ra một triển vọng rất là lớn, tức là chúng ta sẽ có khả năng thâm nhập vào những cái thị trường khó tính hơn nữa như là Nhật Bản, như là Úc và sau nữa là thị trường Mỹ. Theo thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore, Việt Nam đã vươn lên trở thành đối tác thương mại lớn thứ 10 của Singapore với kim ngạch thương mại hai chiều tăng trên 12% một năm trong những năm gần đây. Tiếp theo Fairprice, cơ quan này sẽ tiến hành một đợt quảng bá chuyên về hàng nông sản của Việt Nam tại hệ thống siêu thị lớn khác của Singapore là Giant. Và điểm nhấn là vải thiều của Việt Nam sẽ được giới thiệu trong đợt này.